冰量吗？完了，完了，完了，完了。永远切切切切切快切，那么不完。nhớ thuở trẻ trâu sông pha đào khoai đào chắn toàn việc đại sự. Bây giờ một đại vương gia như mình mà chết dí nơi xóm này, thôi trời oanh liệt nay còn đâu. Dạ các gấu các báo ạ. Thất nghiệp rồi. Chuyên cho vào. Mày quá. Dạ, báo cáo xã trưởng ạ. Trong làng vừa xảy ra một chuyện lớn, có cả án mạng. Có án mạng à? Dạ vừa. Này, việc nhớ đầu tiên là phải tự chấn tĩnh. Dạ. Ai bị hại? Dạ, hơn 40 người ạ. Cái gì? Chiến tranh à? Dạ. Hả? Tin đồn ở đâu? Dạ, dân đồn ạ. Dân đồn? Người đùa ta đấy à? Dân đồn, lời đồn bậy bạ mà cũng báo cáo. Dạ bẩm, đây là đồn thật chứ không phải đồn bậy ạ. Chuyện nó phát sinh tại nhà vợ chồng con Hợi ở trong làng. Nghe nói có cả nghi vấn bắt cóc con tin nữa đấy ạ. Quát giờ Hợi. Vâng, đúng rồi. Cái con Hợi mà mấy năm trước nó dự cái giải đấu vật nam nữ lẫn lộn toàn quốc ấy. Nhớ rồi. Dạ. Cái con mẹ nhỏ nhắn xinh xắn. Vâng. Mà khỏe như con voi, dữ như con cọp, đúng không? Dạ vâng ạ. Sau khi sát hại chồng, nó còn bắt con của nó lại để giữ làm con tin đấy ạ. Bắt ngay. Dạ. Cho gọi Lưu Quang Trượng. Dạ bẩm, tôi đã sai thằng Lưu dẫn cái đám lính tuần đình vây giáp ngôi nhà, rồi gọi thầy Lý để ra chỉ thị xử lý rồi đấy ạ. Rất tốt. Dạ. Bảo thằng Quang Trương mau chuẩn bị bóng. Dạ. Đưa ta đi. Dạ. Theo ta. Dạ, vâng ạ. Dạ. Ôi trời, đây ạ. Dạ, xin tuân lệnh ạ. Dạ. Nhanh lên. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Nhanh quá rồi, tao say xe, tao quẹ đây thì mới hết cả uy nghiêm. Ôi trời ơi, nó... Ui dồi ôi, quan đến rồi. 1, 2, 1, 2. Chả quan ạ. Vào, dẹp ra để cho quan vào. Vào, tắt. Vào, các bạn nữa. Vào. Ui chả. Tiến chư chúng mày. Dạ. Đi vào. Dạ. Hung thủ ở đây hả? Dạ vâng, đúng ạ. Dạ, bẩm thầy Lý là tôi đã cho vây giáp tất cả toàn bộ ngôi nhà này, kể cả một con ruồi cũng không thể lọt được ra. Đi vào. Dạ, xin tuân lệnh ạ. Dạ. Đội trưởng chiến chiếu. Dạ. Sách đao thì vệ đội trưởng Tuấn Đinh. Thật thà, đẹp dài, võ lâm cao thủ. Chiến chiếu có mặt ạ. Thiện chưa hưng như phải không? Dạ vâng, đúng ạ. Theo như phán đoán của đội Tuấn Đinh, hiện nay thủ phạm đang cố thủ ở trong nhà và còn giữ cả con tin nữa. Giữ cả con tin? Theo rất nhiều nguồn tin kết hợp và sau nhiều ngày phá án phân tích, tôi đã đi đến một kết luận là thủ phạm biết mình không thể trốn thoát, cho nên cố thủ ở trong nhà, giữ cả một đàn con, gây sức ép, hòng tìm lối thoát ạ. Thật là đồ sát thủ máu lạnh. Lạnh đến âm 30 độ C chưa biết chừng. Dạ vâng ạ. Alo. Alo. Dạ, alo. Alo. Ôi trời. Sao tao toàn nghe thấy giọng tao nhỉ? Xin lỗi quan, con nhầm ạ. Dơm xe lốp. Alo, con mụ Hợi nghe đây. Ta là Lý trưởng báo trả anh.
mau mau quy hàng để ta xét xử thì được hưởng khoan hồng. Có nghe thấy không? Mau mau ra đây. Con này điếc. Em ơi. Con Hợi đâu? Đứa nào sáng ra mà ầm ĩ ở sân nhà bà thế hả? Chán sống rồi hay sao mà dám làm phá vỡ giấc mơ trưa của bà? Mụ kia. Mau bó tay quy hàng. Quay đầu là bờ, mụ viết lý thuyết ấy không hả? Dở à? Đến đây mà làm nhảm quay đầu là bờ. Vớ vẩn. Đừng có giả ngây. Cái mụ sức voi mặt chuột kia, mụ làm gì chồng? Thằng Hợi đâu? Ôi dồi ôi. Thôi chết rồi. Có tật sao? Nào mà lại đi bếp xếp với cái bọn này thằng Hợi đâu? Hả? Thằng Hợi đâu? Ôi dồi ôi. Nói. Cứ từ từ đã. Đừng có tưởng lý trưởng mà bà đây sợ nhá. À. Nó chứ giấm chứ rúi ở chỗ nào làm sao mà đây biết được. Chẳng nhẽ đây giấu thằng Hợi ở trong váy à? Thầy Lý, đúng như tôi phán đoán, khả năng thằng Hợi bị thương tích nặng rồi quy tịch ở một cái xó nào đấy. Con cái của nó đang nằm hết ở trong nhà. Có thể nó dùng con của nó làm con tin để uy hiếp cái tinh thần của chúng ta. Rồi. Con này kinh lắm. Để ta dò xét nó. Dạ. Ủa kia, trong nhà có con Hợi con không? Đều thật đấy. Đã không biết chữ lại còn chơi trò lái chữ à? Này, đừng đùa với đây nhá. Nhà của đây á, heo lợn Hợi đầy đủ cả. Mụ thả nó ra đi. Thả nó ra đi. Thả ra hả? Được. Các con của Hợi đâu? Ra cả đây. Thấy chưa? Đủ cả nhé. Mụ định chơi đòn tâm lý gì đây? Mình không thể hiểu nổi. Con tin mà lại cầm hoa hồng là cái khỉ gì nhỉ? À, đúng cái hôm môn tâm lý này mình lại trốn học. Thầy Lý, tôi hiểu rồi. Nó chơi đòn tâm lý bằng cách là mỗi tay của con nó cầm một bông hoa hồng. Có nghĩa nó muốn nói cho chúng ta biết là nhà nó đang vui, không có chuyện gì cả. Con này mưu mô lắm. Nếu nó thả tất con nó ra đây thì mình sẽ không quy vào tội bắt giữ con tin. Mụ thả trẻ con ra đây. Thả ra. Này, điên à? Đây chưa ngu nhá. Thả ra thì ai trông? Ông trông à? Mày bảo ông trông để mày rảnh như mày trốn à? Mày trốn à? Mày tưởng một mình mày khôn à? Ông cũng khôn nhá. Con này ghê thật ấy. Nó bảo ông trông để ông tập trung hết sức lực vào con của nó. Nó có thời gian nó rảnh để nó xoắn đấy. Xoắn đi. Mụ này đồ tán cận lương tâm. Không thể nói chính nghĩa với thể lại được. Anh em đó, bắt nó. Anh em xung phong. Ông đâu ra? Dừng lại. Từ từ. Đi đâu mà vội mà vàng, mà vấp phải đá mà quàm phải dây. Các con vào nhà ngủ chưa tiếp? Để đây mẹ xử lý. Xông lên. Xông lên à? Vào đây. Nhập hàng. Cái gì đấy? Với hàng xóm nhá, chưa cần dùng đao. Hào Huyền, hào đao, hào. Vào đây, vào đi, vào đi. Thằng này mày lên, mày lên luôn, mày lên đi. Lại nhìn lại mặt hàng đi nhá.
đây là hơn 100 cân đấy. Này cho hỏi, đằng ấy con nhà ai? Này nhá, nhà ai không cần biết nhá, đang làm nhiệm vụ không nói chuyện nhá. Xin lỗi nhá, vào nhầm nhà rồi nhá, đây là nhà nái lợn nhá. Mày à! Tao không thù hạt gì với mày nhá. Úi dồi ôi. Đấy, vào cái im lặng luôn. Mẹ ơi, ơi, anh con ơi, 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 ơi. Nín đi. Đánh nhẹ thế mà cũng khóc hả? Lần sau đừng nghe chúng nó xui, chúng nó dại đến đây nhớ chưa? Mẹ em nhớ rồi. Cút! Em chạy, em chào chị ạ. Ôi giời, quan ơi, đau quá quan ơi. Ôi giời, tưởng thế nào, còn danh con. Em vào phát hạ luôn ra sàn nhà. Thôi, ta biết rồi, đồ ăn hại. Đội tuần tinh, tinh nhuệ trên sông dưới bộ của ta như thế này mà đấu không lại với mụ đàn bà đánh đá chị làm ăn được cái gì? Nhưng mà con này nó khỏe ngoài logic. Mình chủ quan ở cái chỗ là nó đã đoạt giải 3 năm đấu vật quán quân đấy. Này, muốn bắt con này phải dùng bằng mưu kế chứ không thể dùng vũ lực được. Thế thì nghĩ kế đi. Đồng thời triệu tập thêm nhân chứng để ta hỏi thêm về vụ án. Lý đâu? Có. Kê bàn ghế ra đây cho thầy Lý nghỉ để ta đi tìm nhân chứng. Dạ. Dạ, bẩm ông, tất cả nhân chứng đã có mặt đầy đủ ở đây rồi ạ. Mày là cả đâu mà nhá nhem tối mày mê đưa được nhân chứng về đây hả? Này, tao ngủ mấy tiếng rồi? Dạ, ông ngủ được 4 tiếng ạ. Cho nhân chứng vào. Người đầu tiên biết gì, lên khai nào. Nhảy lên. Biết gì về vụ án, kể đi. Nói đi. Mà cười cái gì? Kể đi. Sao? Cái thằng này dở à? Thằng Công à? Sao mày lại để thằng Công kể chuyện? Biết! Biết! Nè! Tiếp theo. Dạ bẩm quan, con nghe cô Đậu nói ạ. À. Cô Đậu đâu? Cô hết nói vậy ạ. À. Hết? Dạ! Dạ bẩm thụ lý, con nghe chị Cải chứng kiến, rồi kể lại cho con nè. À. Dạ có con làm chứng ạ. À. À, rồi. Dạ. Bẩm thầy Lý ạ, con nghe chị Mõ chứng kiến rồi kể lại cho con nghe ạ. Mõ, tìm con Mõ về đây. Mõ mà chẳng mấy khi làng ta có chuyện đụng trời nên chị sang làng bên buôn tiếp rồi ạ. Tìm ngay con La Liếm mới về đây. Cũng là tam sao thất bản, loạn hết thông tin rồi. Cả người cũng vô tích sự. Dạ, thầy Lý bớt giận ạ, con có mưu mô rồi ạ. Bây giờ cứ bắt người thân nó về đây vận động tình cảm, có khi là nên chuyện đấy ạ. Chắc làm việc quá sức đi mà. Trùng mũi đốt đề mặt kìa, sốt rét đến nơi. Để mũi. À, báo cáo đại nhân là đội trưởng triển chiếu đã tìm được thân sinh ra thi hợi ạ. Đừng ngăn lại. Dạ. Răng mọc giữa rồi mà nó mới về. Này tao ngủ được bao lâu à? Đại nhân mới ngủ được có 8 tiếng thôi đại nhân ạ. Vào đây. Đây, dạ, đây rồi ạ. Kính chào ông. Ông có nguyện ý giúp chúng tôi thuyết phục được con gái ông đầu hàng không? Tôi có nguyện ý. Triển chiếu. Dạ. Dẫn ông đi thuyết phục. Dạ vâng ạ. Ta đang ngủ dở giấc. Thầy Lý làm việc mệt, thầy Lý cứ ngủ thoải mái để việc này. Ông lên đây. Này. Dạ. Mang loa ra đây. Dạ. Mày không phận sự đi ra ngoài. Vâng ạ. Đấy. Ông cầm cái loa này. Chõ vào trong nhà. Đấy. Đấy. Ông cứ nói đi, ông nói đi. Tôi biết nói gì bây giờ. Thì ông khuyên con gái ông nhanh chóng ra đầu hàng sẽ được hưởng hoa hồng
100%. À không, Hường khoan Hồng 100%. Alo. Tốt. Con gái cưng nghe thấy không? Tốt, to lên. Bá ba của con đây. Đấy. Bá ba đây. Tốt. Bố đây à? Con biết rồi. Bố đến đây làm gì? Bố về đi. Người ta bảo con ra đầu hàng. Đó. Dễ thôi mà. Đúng. Giơ hai cái tay lên là được rồi. Quá chuẩn. Con không ra đâu. Con mà ra để chúng nó được hưởng hoa hồng to đấy. Chúng nó định ăn Tết đậm đây bố à. Thế à? Lại chiến tiếp à? À, hiểu rồi. Hiểu rồi. Cố lên. Cố lên con gái. Này, bố già. Bố ở phe tà hay là phe chính ấy, hả? Thì tôi khuyên nó ra, nhưng nó không ra đấy thôi. Bố khuyên như thế, thì làm sao mà nó ra? Bố phải dùng cái tình mẫu tử, à không, cái tình phụ tử. Mà ông sinh nó 30 năm nay rồi, ông không hiểu được cái sản phẩm của ông à? Tôi chả làm thế nào được. Nếu càng chống cự, tội càng nặng. Bây giờ nó đang rối tinh rối mù như thế. Ông phải khuyên con gái ông ra đây để hợp tác giải quyết chứ. Mà nó có ra ấy, là các ông lấy hỏa hồng, các ông ăn cái Tết. Bây giờ thế này nhá, ông cứ giả vờ kiên trì để con gái ông mềm lòng, còn ta sẽ tạo không khí. Thật kia. Dạ. Vào cầm cái loa này rồi biến đấy. Dạ vâng ạ. Phát. Thế cứ đứng đây thôi á, đứng đến sáng vẫn phải đứng à? Thì ông cứ đứng ở đây, còn ta nói cho ông biết nhá. À, đứng ra kia. Riêng con gái ông không chịu ra nhá, sau đây ta hát tình cha là nó ra liền. Lần một bắt đầu. Tình cha ấm áp như vầng thái dương, ngọt ngào như dòng nước trôi đầu nguồn. Suốt đời vì con gian nan, ân tình đậm sâu bao nhiêu. Cha ơi cha già dấu. Đấy, thấy không? Ta chỉ cần hát phát là bao chảnh, ngủ mãi không dậy. Đấy, mà cái con ông chúa ấy, con hỏi đây. Chỉ một lát nữa thôi là nó sẽ bay ra khỏi tổ. Này còn bĩu môi. Nghe đây này, tiếp tục lần hai. Và còn nhớ mãi những ngày tháng qua, kỷ niệm năm nào khó phai trong lòng. Nhớ hoài tuổi thơ bên cha, gian khổ ngày đêm chăm lo, mong muốn con được lớn. Còn nhớ những ngày ấy, những đêm trường xa lạnh, và cha nằm ôm con sưởi ấm những cành già, nhẹ nhàng hôn con và cha khẽ nói: này con yêu ơi, con hãy nhớ. Cha sống cho nên người và con ơi hãy mau vào lưới đi. Ôi trời ơi, ôi trời ơi, chúng mày làm cái trò gì đấy hả? Ôi trời ơi, ôi trời ơi, tao không phải cá rô đâu mà chúng mày trúng. Hả? Ôi trời ơi. Đồ ăn hại.
Còn con vụ kia. Gì? À, mày ông hỏi lại lần cuối, mày có ra đây để ông trói không à? Ông vào, à quên nhầm, ngươi vào đây mà trói. À, đây đây, cái con này, lúc thì ông, lúc thì ngươi, chứng tỏ thần kinh nó không ổn định. À, mày muốn chết, ông cho chết. Đem hàng độc vào đây. Dạ bẩm thầy Lý ạ. Sợ mang hàng độc ra bây giờ e rằng nó nghiêm trọng quá. Xin thầy Lý có xem xét rồi suy nghĩ xử lý. Đừng nhiều lời. Ôi trời, thầy Lý. Má đây. Dạ, dừng qua đã. Cái cuộc chiến này không rõ vì lý do gì, nhưng vì vinh dự, lý trưởng ta, xã trưởng không thể khinh nhờn. Thượng Phương Bảo Điếu. À, Thượng Yên Bảo Điếu. À, một khi ta đã đem ra hút thì xung đột là lên đến đỉnh điểm rồi. Chém trước đấu sau. Chém. Xong rồi. Khi mà cụ Lý mà hút thuốc ấy thì chắc chắn là chém. Ôi, hiệp quá. Thằng này hút trộm thuốc của ta. À. Dạ không ạ. À, triển chiếu nghe lệnh. Dạ. Ui, không biết vụ này chia chác được bao nhiêu mà mệt quá. Dạ xin thưa lệnh ạ. À, ta dùng Thượng Yên Bảo Điếu ra lệnh cho các ngươi rút nào. Dạ, ui giời, thầy Lý chơi thật ạ. Chơi tới đấy luôn. Mau bắt nó về quy hàng. Dạ. Chống cự. Dạ. 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 Con mụ ngoan cố kia. Ừ. Vừa nãy là ta đùa thôi, còn bây giờ là ta chơi thật đấy. Thật khốn nạn. Anh em rút lui. Ta rút vào. Vào. À. Con dở hơi, kim nồi gì mà đen xì xì thế? À, hình kho cây cạnh, nồi nào chả đen. Vào đây, chiếu chỉ mua bán, thằng nào dám chém? Thượng Yên Bảo Điếu, đứa nào cũng chém. À, mày vào đây. Vào đây. Vào đây. Sợ, sợ lắm, sợ vào. Sợ nó cầm cái kia kìa. Cầm thịt cho tao. Nó cầm cái kia. Các người nhá, đứa nào dám vào. Tao cho ăn cả cái nồi này luôn. Đấy, đấy. Ta có Bảo Điếu, ta sẽ đánh ngươi. Đỡ dậy. Thưa cụ Lý, là con hơi mạnh chân làm cụ Lý đau ạ. Con xin lỗi cụ Lý. Thằng này là thằng nào? À, con nhận ra rồi. Thằng này là thằng người chết, à không, thằng chồng chết của con Hợi, nó về nó đấy. Dạ, thưa thầy Lý, chuyện lằng nhằng lắm ạ. À, chuyện này mà thầy viết tiểu thuyết thì bán chạy lắm đấy ạ. Tèo 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 Tết mà hoa vẽ xấu thế là bán cho mà à. Tôi làm công to việc lớn, tức làm cái chuyện vẽ rồi thế à. Đau quá. Ôi biết ngay là giả vờ giả vịt mà. May đấy, may mà hôm nay ít việc đấy, cứ thử nhiều việc xem chết mấy bà. Ôi trời, chết rồi. Nó bắt gà đi bán rồi. Ôi, chết tôi rồi, chết tôi rồi. Đi đâu à? Tôi cho gà đi tắm rửa cho nó sạch sẽ để Tết còn làm việc của gia đình nhà mình. Điều nhá, bỏ ngay cái kiểu đấy đi nhá. Tôi còn lạ gì ông nữa hả? Nhà nào mà lại mang gà đi tắm? Giời, cứ phải tắm cho nó mượt mà chứ. Ông ơi, ông còn lương tâm nữa không hả? Nhà mình cả cái Tết này có mỗi một con gà mà ông lại còn định mang đi để ông đi đánh cờ đánh bạc nữa hả? Này, ông mang gà đi thì bước qua xác tôi nhá. Ông vào đây. Ông vào đây. Đứng lại. Chạy đi đâu hả? Chạy đi đâu hả? Đứng lại. Ôi giời ơi, bà con ơi, nó giết người. Nó giết người bà con ơi. Nó giết người. Mày ám sát à? Giết người bà con ơi, giết người bà con ơi. Giết người.
giết. Máu, họ cứu, có quả, kéo giết người. Chúng con đi đâu? Quá nặng, quá nặng. Không còn bỏ gì nữa. Nó giết người ta chết chết. Mình ơi. Cái gì? Tôi xin hứa với mình từ nay tôi sẽ không trộm bán lợn gà nữa. Mà sẽ chăm lo cho nó để ăn Tết. Tôi xin hứa trước tất cả mọi người. Chuyện bé như con lợn con mà chúng mày làm ông mất Tết cả một ngày. Dạ. Đang điên hết cả Tết đi. Cái gì? Ông bảo cái gì là chuyện bé hả? Đấy là cả gia tài nhà tôi để ăn Tết đi, hiểu chưa? Thế sao mụ không nói sớm? Ông có để cho tôi nói đâu. Tôi định nói thì ông nghe thiên hạ đồn đại lung tung, ông vu vạ cho tôi là giết chồng. Tôi cũng chẳng qua là sợ cái tội bạo hành chồng phải nộp phạt. Xót lắm. Thôi, xí xóa nha lý trưởng. Mày đùa bỡn với Vương Lãng Pháp. Chưa xong với ông đâu. À, tổ kim nơi. Mày. Vô tích sự. Thiền chiếu. Dạ. Ông cho mày ăn điếu. Ôi dồi ôi. Thầy Lý ơi, thầy thường cho nhà con xin cái Tết được không ạ? Dạ, dạ. Hôm nay vui thế ạ. Lại có án mạng ạ. À, đây rồi. Chỉ vì cái con mẹ này, cái mồm sai lệch hay buôn dưa lê của nó làm chúng ông mất cả một ngày rồi, vô tích chữ. Không sai ạ. Con xin lỗi. Tất cả chúng mày nghe đấy. Dạ. Về ăn Tết.